Khung cảnh mở ra tại trụ sở hải quân, với tiếng còi báo động liên hồi không ngớt, những vật thể bay dần dần xuất hiện trên đầu mọi người. Hai ông già phía dưới thì biết đây là gì và kẻ duy nhất có thể làm ra điều không tưởng này chính là một hải tặc cùng thời với vua hải tặc Roger, đồng thời cũng là một trong số những kẻ thoát khỏi nhà tù Impel Down 20 năm về trước. Lý do bị bắt là vì chơi ngu gạ kèo Roger, kết quả là bị đánh cho thua sấp mặt rồi bị hai ông già đây bắt nhốt. Nhưng với ý chí kinh khủng khiếp của mình, kẻ được gọi là sư tử vàng Siki đã thoát khỏi trại giáo dưỡng trong tình trạng cụt mất hai chân, làm khuấy động chính phủ thế giới thời bấy giờ và cho đến thời điểm hiện tại. Ông ta đã trở lại gửi một thông điệp nhỏ cho trụ sở hải quân bằng cách thả hàng chục chiến hạm từ trên trời rơi xuống nát bấy. Thiệt hại là vô kể, nhưng điều Garp lo sợ chính là Siki không yên phận làm một huyền thoại mà lại muốn nổi dậy để trả thù thế giới, chuyển cảnh đến chỗ Luffy. Cậu ấy đang ở một nơi có những hòn đảo trôi nổi trên trời và đang thất lạc mọi người. Để tìm đến chỗ đồng đội cho nhanh thì thánh này nhảy luôn từ hòn đảo bên trên xuống dưới trong sự phấn khích, kết quả là đã đánh động đến đám quái vật tại nơi này. Mà lạ thay, những sinh vật ở đây rất kỳ lạ, chúng lớn hơn bình thường đồng thời cũng sở hữu ngoại hình trông khá ngầu. Với kỹ năng của mình, Luffy cũng dễ dàng thoát khỏi con cá sấu, còn em nó thì đen hơn khi đụng ngay con bạch tuộc khổng lồ cục xúc. Con này cũng chuyển hướng qua dí lù não cao su, buộc cậu ấy phải chạy tiếp nếu không muốn thành món kẹo cao su bị nó nhai. Thế những phía trước lại có sự xuất hiện của một con bọ ngựa to khác, thì như các bạn đã biết, côn trùng loại này mà to bằng người thì không khác gì một thảm họa cả. Cũng may Luffy có nội tại ẩn là may mắn lên cũng né được, chứ con bạch tuộc to xác kia cũng bị con bọ ngựa làm gỏi trong nháy mắt. Chưa hết, từ đâu lại chui ra một con gấu ngầu lòi sở hữu hai cái tay cực dài, dễ dàng bóp ngạt thở con bọ ngựa rồi dứt điểm luôn, khiến Luffy phờ hết cả người, tự hỏi hòn đảo này bị gì nữa. Rất nhanh em gấu cũng phát hiện ra Luffy mà lao đến tấn công. Lù thì nghĩ con này nhỏ hơn lên cũng lao vào đánh thử, kết quả bị nó tốc biến đấm cho cái bay tít ra xa. Cậu ấy nhận ra bản thân không lên xem thường đám quái vật này, liền mượn đà từ cây dừa rồi thổi phồng cánh tay lên đánh cho nó cân. Con gấu kia thì cũng liều dám đứng ra chặn đòn đó, kết quả là bị thổi bay xuyên qua bức tượng đá không rõ sống chết. Lù não cao su sau khi dùng chiêu này thì cũng bị teo nhỏ thành đứa trẻ 5 tuổi. Cũng may đám quái vật đã ngòm hết lên chuẩn bị mở tiệc thịt nướng thôi nhỉ. Bên này chỗ ba thành viên khác gồm Brook, Frankie với Robin, họ dường như cũng đang trên đường tìm lại những người khác. Brook thì cũng phát hiện ra gì đó liền hét ầm lên cho hai người kia quay lại. Và thứ khiến ông ấy sợ chính là đám kiến biết dùng vũ khí này đây. Cũng may lão này chỉ còn lại bộ xương lên, chúng không thèm ngó ngàng chuyển mục tiêu qua Robin ngọt nước. Frankie thì cũng đã dùng hết nhiên liệu lên cũng chỉ biết bỏ chạy. Không chỉ mặt đất mà dưới nước cũng chứa đựng rất nhiều sinh vật nguy hiểm như con cá mập này đây. Cả ba thấy con này thì cũng hú hồn, nhưng với đám kiến kia thì nó lại là một bữa ăn ngon lành. Kết quả ngay khi con cá mập xấu số nhảy lên mặt nước lần hai thì đám kiến cũng nhảy theo đón đầu. Kết quả là khi xuống được mặt nước thì còn mỗi bộ xương. Frankie cũng hiểu ra lý do đám kia không tấn công Brook khiến ông ấy khó chịu. Nói vậy thôi chứ Brook cũng dùng lợi thế là một bộ xương của mình xử đẹp đám kiến này cho hai người bạn. Robin cũng phân tích về những sinh vật ảo ma trên hòn đảo này. Chúng rất thông minh, cực kỳ mạnh mẽ và không sợ bất cứ bố con thằng nào. Chuyển cảnh đến bên trong một lâu đài, khác với đám bạn. Chị Đại Nami có vẻ sướng hơn khi có nguyên một cái hồ bơi để thư giãn. Không những thế còn có ba tên dị hợm biến thái dòng ngó rồi nhảy múa như điên. Mà một trong số đó chính là sư tử vàng Siki. Có vẻ như đây chính là căn cứ của ông ta và Nami chính là con mồi lão già này muốn chinh phục. Giới thiệu về hai kẻ biến thái còn lại gồm có một con khỉ đột mà Siki gọi là mẹ. Một lão tiến sĩ tên Indigo sở hữu đôi giày chip chip. Nhưng thay vì kêu chip chip thì nó lại kêu như tiếng rắm cực kỳ khó chịu cho người xung quanh. Nami thì đăm chiêu nhớ về lý do bị bắt vào đây. Lúc ấy cả băng đang lênh đênh trên biển bàn về vùng biển Bắc. Các thành viên trong băng như Luffy, Zoro, Usopp và Nami đều sinh ra ở đó, còn Sanji thì sinh ra ở biển Đông nhưng cũng lớn lên tại biển Bắc. Họ đang xem một bài báo nói về sự kiện gần đây thì tự dưng chiến thuyền của Siki bay ngang qua đầu. Với sự tò mò của mình, cả đám cũng chạy lên cao để xem thứ đang bay kia. Nami cũng cảm nhận được từ gió rằng sắp có một cơn bão kéo đến. Nghe vậy, với bản chất lương thiện của một hải tặc, lù não cao su liền hét ầm lên cho con tàu phía trên biết. Phía trên thì cũng nhìn thấy cậu ta lên, cũng gửi công cụ liên lạc của đảo trên trời xuống. Nami lập tức dùng nó báo cho đám này biết chuyện. Mà tàu của Siki lại không có hoa tiêu mà dùng khoa học là chính. Kết quả khi nghe thấy bão mà quay ra nhìn trời thì đã thấy mây đen kéo đến lên cũng hốt. Với sự chỉ đạo từ Nami thì đám này cũng cho tàu thoát đi an toàn. Việc này cũng khiến hắn cay cú bắn luôn một người trong đội dự báo thời tiết, vì con tàu to và hoành tráng cỡ này mà lại không dò được bão như người thường thì quả là đáng chết. Hơn hết, Siki biết Nami chính là một trong những hoa tiêu giỏi nhất lên đã tự mình đáp xuống con tàu của băng mũ rơm khiến cả đám há hốc mồm. Đầu tiên thì lão cũng hỏi người đã giúp mình rồi cảm ơn Nami. Luffy thì nhân cơ hội hỏi xem lý do con tàu kia bay được, thì biết nhờ vào năng lực của trái Fuwa ông ta có thể loại bỏ được lực hấp dẫn của bất cứ thứ gì, ngoại trừ những sinh vật sống. Thế là giấc mộng được lơ lửng trên bầu trời của ba thành viên trong băng cũng vụt tắt,
Siki cũng ngỏ ý muốn mời cả băng lên tàu mình chơi nhưng Lù lại từ chối thẳng. Cậu bảo cả băng còn phải tới Biển Đông khiến cả đám ngạc nhiên. Vì nơi đó đang xảy ra chuyện gì đó và khi Siki nghe vậy lão cũng bảo rằng mình sẽ giúp cả băng đến đó nhanh hơn. Nghe vậy thì tất cả cũng đồng ý lên, lão cũng cho tàu Sunny bay thẳng lên rời. Được một lúc bay thì họ cũng nhìn thấy một khung cảnh không tưởng. Vô số hòn đảo đang bay lơ lửng trên không nhờ năng lực ác quỷ. Nếu không được hóa giải thì những hòn đảo này hoàn toàn có thể ở trên trời mãi mãi. Đó cũng là lý do 20 năm qua hải quân không hề nghe ngóng được gì về Siki. Lúc này Siki mới bộc lộ ra bản chất, giới thiệu nơi này được gọi là Mervay, một hòn đảo thích hợp với những người thích mạo hiểm như băng mũ rơm. Sau đó lập tức bắt lấy Nami trong khi những người khác không thể làm gì. Lu cũng kịp phản ứng dùng bàn tay co giãn để bắt lại Nami, nhưng Siki khôn hơn dùng chính Sunny đánh bay tất cả lung tung beng ra những hòn đảo xung quanh. Đấy là lý do Nami thư giãn ở đây kèm theo lời mời gia nhập đó các bạn. Doctor Indigo lúc này cũng mang ra một sinh vật mới tiến hóa. Nó là một con vịt cỏ nhưng lại biết kích điện khiến Siki cay cú quẳng luôn nó đi. Nami thấy vậy cũng đến bảo vệ em nó và hỏi về sự tiến hóa. Siki cũng bắt đầu giải thích nơi này có rất nhiều sinh vật mà thế giới chưa từng biết đến. Tất cả là nhờ vào một loại cây có tên là IQ. Nó giúp não bộ của sinh vật phát triển mạnh mẽ, trở lên thông minh hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn cả con người. Đám này đã thu thập hết cây IQ trên đảo và qua 20 năm nghiên cứu chúng đã thành công chiết xuất ra một loại thuốc từ cái cây thông minh này, gọi là SEQ. Với Nami thì hành vi ngược đãi hay sử dụng động vật cho mục đích cá nhân là kinh khủng lên cũng thẳng thừng từ chối lời mời gọi gia nhập băng. Siki thì không có lo, bảo một ngày nào đó Nami sẽ phải cầu xin mình cho gia nhập. Đến lúc ấy mọi thắc mắc của cô sẽ được lão giải đáp. Bên ngoài chỗ Sanji với Usopp đang ẩn náu. Bố này cứ bô bô cái mồm gọi Nami với Robin khiến đám động vật ở đây bị thu hút mà cứ kéo đến tấn công. Chỉ khổ cho Usopp bị đủ các sinh vật dí chạy rẽ đất. Cuối cùng thì họ bám được vào mấy sợi dây leo thoát khỏi một con sâu to như một con tàu. Thế nhưng sợi dây leo họ bám vào lại là râu của một con hổ răng kiếm. Thấy vậy Sanji liền quẳng Usopp lên làm quà dụ nó, còn bản thân nhân cơ hội mà tung cước vỡ sọ con mèo to xác. Tuy nhiên từ đâu một đám bò tót biết leo cây mồm bắn ra đạn xuất hiện tấn công cả hai. Kết quả là tránh được đạn nhưng cũng bị rơi từ độ cao 1.000m xuống. May mắn là phía dưới có một cái hồ lớn nên họ cũng thoát chết. Ngoài ra thì nơi này cũng có rất nhiều người sinh sống đấy nhé. Ngay bên cạnh là một hòn đảo được bao phủ bởi tuyết. Một cô bé đang đi đâu đó thì gặp ngay hai con quái đang đánh nhau lên cũng sợ quá bất tỉnh. Cũng may là Zoro với Chopper cũng ở đây lên cũng cứu được em nó. Được một lúc thì cô bé cũng tỉnh lại, trên tay chính là cây IQ. Nhỏ cũng giới thiệu mình là Xiao và chỉ đường tới làng cho hai đứa bạn. Còn tại làng lúc này lông mày xoắn với Usopp cũng tỉnh lại. Họ khá ngạc nhiên khi nơi này có người sinh sống mà người ở đây lại có rất nhiều lông, đặc biệt là phần tay dưới. Ngoài ra thì Sanji cũng phát hiện ra họ dường như bị thiếu ăn lên, ai cũng gầy nhom. Hỏi ra thì bà lão này bảo rằng do đàn ông với thiếu nữ đã được triệu tập đến hoàng cung hết rồi nên số còn lại không thể làm việc mà chỉ tìm cách sống qua ngày. Kẻ gây ra việc này không ai khác chính là Siki. Tất cả đều bị một con sen truyền tin to đùng theo dõi mỗi ngày. Nên khi có một ai có biểu hiện chống đối sẽ bị giết ngay lập tức. Nhóm Zoro cũng trở lại được ngôi làng mà tự dưng con voi họ cưỡi lại sợ quá mà chạy đi. Xiao cũng giải thích rằng làng họ trồng một loại cây có tên là Dark Green giúp xua đuổi thú dữ khỏi làng. Người chịu ảnh hưởng nhất chắc là Chopper. Ngoài ra nó còn có độc nữa, lên hít nhiều quá sẽ bị phê lên, chẳng có sinh vật nào dám đến gần. Xiao về đến nhà thì cũng bị mẹ đánh vì dám đi ra khỏi làng, lý do là để cứu người bà đang bệnh nặng. Căn bệnh này mang tên Đáp khiến da người bệnh trở nên cứng như đá, không thể di chuyển được. Đó là tác hại của việc sống cạnh cây Đáp Green quá lâu, mà không sống gần nó thì cũng bị đám quái ngoài kia ăn thịt. Đằng nào cũng là chết nhưng sống ở đây thì cái chết kéo đến lâu hơn một chút. Cách chữa duy nhất cũng chỉ có loài cây IQ lên, cô bé Xiao mới liều mình ra khỏi làng đi tìm nó về giúp bà. Tất cả đều tại Siki. 20 năm trước hắn đã thay đổi mọi thứ tại nơi này khiến mọi người khốn khổ. Chopper thì lần đầu tiên thấy một loại bệnh như này lên cũng không có cách nào. Chính vì vậy Zoro cũng đề nghị giúp họ bằng cách tìm cây IQ ở bên ngoài. Bốn người họ cũng đã gặp được nhau nhưng không ai mừng nổi vì đói quá. Trở lại với Nami, cô ấy sau nửa ngày bơi dưới hồ cũng phát hiện ra được cách thoát thân lên cũng thực hiện ngay. Còn Siki ông ta cũng đang tiến hành kế hoạch của mình. Vô số các hải tặc từ mọi nơi cũng đổ về đây và lão cũng cho thả đàn ông trong làng ra, trước là để khiến người dân có hy vọng, sau là để dập tắt cái hy vọng mong manh của bọn họ. Hắn có một ý tưởng điên rồ chính là thả rơi tự do hòn đảo của người dân từ trên cao xuống. Doctor Indigo cũng thông báo việc Nami đã thoát đi cùng con vịt. Hóa ra nó cũng thích Nami lên cũng giúp cô bơi ra ngoài đại dương theo đường ống ngầm. Cả hai từ đó cũng rơi xuống một hòn đảo khác nơi có rất nhiều sinh vật biển khổng lồ. Hai giây sau thì toàn bộ đã ngửa bụng hết vì không chịu được cú sốc điện tử con vịt. Em nó cũng vui mừng bay lên trên mà ngỡ ngàng nhận ra Nami cũng là nạn nhân. May là chưa ngửa bụng lên em nó cũng tha cô lên bờ an toàn. Con này thì cũng hài bổ bổ vào đầu Nami cả trăm phát.
Đến phát thứ 100 thì bà cũng tỉnh lại mà cảm ơn nó nhưng không cho ôm vì sợ điện giật. May mắn thay Sunny cũng bị rơi ở đây nên Nami cũng chạy đến đó tìm kiếm đồng đội. Thế méo nào ông Luffy cũng mò tới được đây khiến cô ấy cảm thấy may mắn. Khoảng chừng là 5 giây sau thì một đàn bọ cạp cũng như một con sư tử to chà bá đã kéo đến truy sát khiến Nami tức. Đuổi thằng bạn đi chỗ khác ngay và luôn. Những lúc như thế này chỉ có con vịt cỏ là được, việc nó phóng điện giật chết tươi đám kia khiến Lù vui sướng vì lại có thịt để ăn. Ngoài ra để cảm ơn con vịt, Lù cũng đặt tên cho nó là Bí Gì. Em nó cũng khá thích Luffy vì cậu là người cao su lên không ảnh hưởng bởi dòng điện lên có thể thoải mái chơi cùng nó. Bên này bằng một cách thần kỳ nào đấy, Franky đã tìm được một con tôm hùm chạy bằng xăng. Nhờ nó cả ba đã đến được lâu đài của Shiki nhưng gần tới nơi thì con này dừng lại vì nơi đây cũng trồng rất nhiều Dark Green. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Bí Gì khi nó ngửi được mùi thum thủm phát ra từ loài cây này lập tức quay đầu. Nami rất nhanh cũng nhận ra loài cây kia khiến Bí Gì sợ hãi lên cũng hỏi nó thì biết đúng là như vậy. Kết quả cả hai bịt mũi nó lại cho bay tiếp đến ngôi làng nơi bốn người bạn đang ở đó. Tất cả thì đều mừng rỡ mà không nhận ra hành tung của họ đã bị Shiki phát giác. Nơi này cũng đang tổ chức tiệc cho đám hải tặc đồng minh chuẩn bị cho chiến tranh gì gì đó. Ba người bạn của chúng ta thì cũng ở đây và hỏi một cô gái về chỗ lông trên tay thì được biết họ muốn thành chim. Một câu trả lời hết sức mông lung, ngoài ra đám hải tặc ở đây cũng biết mặt họ hỏi xem băng mũ rơm cũng định liên minh với Shiki hay gì. Robin nhanh trí lừa chúng và cũng biết được kế hoạch của Shiki. Tại ngôi làng rất nhiều người đã được thả về nhà khiến Xiao rất vui về báo tin cho mẹ biết. Có thể những người còn lại sắp tới cũng sẽ được thả ra vì Shiki sẽ đem theo chỗ quái vật đến Biển Đông. Nghe đến đây thì Nami đã ngỡ ra được gì đó khi sâu chuỗi lại được toàn bộ sự việc. Có vẻ như Shiki muốn tiêu diệt vùng biển này vì đó là lời thách thức đanh thép nhất dành cho chính phủ thế giới. Ngay đêm nay thôi lão già này sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, cũng như mở màn buổi trình diễn bằng cách phá hủy ngôi làng duy nhất sống tại đây. Cùng thời điểm đó thì Nami cũng ra ngoài thì phát hiện ra lão Shiki đã đang ở đây để bắt cô về. Luffy cũng rất cay cú khi để mất Nami trong lần trước lên cũng thách thức lão ta. Tất cả cùng nhau lao lên tấn công cùng một lúc. Tuy nhiên ông ta là một huyền thoại sống lên đợt tấn công của họ không có si nhê. Sanji cũng gặp nguy thì Luffy dùng bàn tay co giãn nhảy đến đẩy Shiki ra. Lúc này ông ta mới dùng đến năng lực của mình nhấc toàn bộ đất đá xung quanh làng lên tạo thành một bầy sư tử đất lao đến càn quét bằng mũ rơm. Luffy từ đó cũng thể hiện khả năng đấm như máy thổi bay một con. Zoro với Sanji sau đó cũng kết hợp bay đến tấn công Shiki nhưng đúng như hắn nói. Mọi người còn quá trẻ và non nớt khi đối mặt với lão lên rất nhanh cũng bị hạ. Toàn bộ cũng bị nhấn chìm bởi đám sư tử đất khiến Nami lo lắng. Nhìn thấy đồng đội đang bị đống đất đá bóp nghẹt, Nami lòng đau như cắt chạy đến xem. Shiki cũng ra mặt bảo Nami nhận ra rồi đúng không? Cái ngày mà cô phải cầu xin hắn đến thật nhanh và Nami cũng xin đừng làm hại đến quê nhà của đồng đội mình, và thứ đe dọa ông chính là bão mà Nami lại có khả năng cảm nhận được cơn bão. Nên cô chính là thứ giúp ông ta đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng. Nami cũng hỏi xem nếu mình đồng ý theo thì lão sẽ không động đến Biển Đông đúng không, thì ông ta bảo đúng vậy. Hắn rất coi trọng đồng đội và khi Nami đang suy nghĩ thì Usopp đã lên tiếng ngăn cô bạn lại. Tuy nhiên họ yếu thế hơn hoàn toàn vì Shiki sắp sửa kết liễu tất cả. Điều này buộc Nami phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Usopp lúc này thì không sợ chết vẫn cố ngăn cản, kết quả bị Shiki cho ngay tảng đá vào mặt để bịt mồm. Nami từ đó cũng quỳ xuống mà xin lão ta cho mình trở thành đồng đội. Hắn cũng rất trượng nghĩa khi cho Nami để lại lời nhắn cho đồng đội cũ những lời từ biệt. Nói xong thì phe Shiki cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đầu tiên hắn cho quân nhổ bỏ toàn bộ cây Dark Green, sau đó đưa Nami rời khỏi làng để con khỉ đột giao tiếp với đồng loại của mình đi đến ngôi làng để săn người. Rất nhanh vô số các loài động vật và các con côn trùng khát máu đã tiến về ngôi làng. Người dân bắt đầu hoảng loạn và Nami cũng thấy được hình ảnh đó thông qua sen truyền tin của đám này. Lúc này nhóm Franky cũng đã đến được ngôi làng nhưng cũng là quá muộn. Cả ba cũng phát hiện ra nhóm Luffy đang thoi thóp mà cứu giúp. Tất cả rất bàng hoàng khi đã đánh mất một người bạn. Nhà cô bé Xiao cũng an toàn mà tới được đây. Mà nghe thấy được những gì mà Nami đã làm để bảo vệ đồng đội cũng như quê nhà. Mà mẹ của Xiao lúc trước lại ước Shiki mau đến Biển Đông thật nhanh để họ bình yên lên cũng cảm thấy rất có lỗi. Xiao cũng nhặt được lời nhắn Nami để lại mà giao cho Luffy. Cậu ấy cũng hứa sẽ đá tung đít Shiki, bảo bọn họ cứ vui lên đi, sau đó rủ tất cả ra một bên nghe lại những lời của Nami. Cô ấy cũng xin lỗi và bảo rằng Shiki là cướp biển huyền thoại mà cả nhóm không thể đụng tới. Chính vì vậy đừng lãng phí mạng sống mà đến cứu mình, khiến Luffy sôi máu hét lên trong cay cú. Sanji thì bình tĩnh hơn bảo Usopp cho mình nghe lại lời nhắn, sau đó là lên kế hoạch. Cùng thời điểm đó tàu chiến của Shiki cũng sẵn sàng chào mừng rất nhiều hải tặc mạnh mẽ đến tặng quà cho chính phủ thế giới. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ khác, chính là việc Nami đang cố gắng phá hủy cây Dark Green để cho đám quái đến đây nhưng đã bị ngăn chặn. Cũng vì đã hít quá nhiều phấn hoa lên, cơ thể Nami cũng đang trở lên tệ đi. Cô ấy biết thừa tên này sẽ không tha cho quê nhà của mình lên cũng cố làm ra chuyện này. Vì hải tặc như hắn đâu cần quan tâm đến gia đình hay quê hương chứ.
Vì chuyện lần này Shiki cũng giam Nami lại cho cô ấy một cơ hội, nếu sống được đến khi cuộc họp giữa các hải tặc kết thúc thì sẽ vẫn được làm hoa tiêu cho bang. Sau đó là buổi họp giữa những hải tặc máu mặt, Shiki tuyên bố không có đất sống cho đám phản bội, rồi cùng nhau tiến đến vùng biển đông như dự kiến. Bên ngoài lúc này băng mũ rơm đã lên đồ xong mà phóng thẳng đến cung điện. Tin tám kẻ bố láo đến làm loạn đã khiến cung điện láo loạn, băng mũ rơm cứ thế đi thẳng vào bên trong mà không đứa nào dám cản. Chứ thật ra là đám lính đã và đang ẩn mình chờ bọn họ đến sảnh chính để giết một thể. Luffy cũng hỏi xem Nami đâu thì biết vẫn còn sống, và theo như thuyền trưởng thì Nami không gia nhập với tụi này mà chỉ đi trước một bước để dọn đường thôi. Lu cũng tuyên chiến với băng sư tử vàng, sau đó lập tức nổ súng khiến Shiki tức ói máu. Màn dạo đầu cũng kết thúc lên, Lu cũng nhờ Usopp với Chopper đi tìm Nami, còn những người khác sẽ quậy tung nơi này lên. Shiki thì cũng để mặc xác cho đám đồng minh xử lý, kết quả lại bị Luffy trong cơn giận đấm cho cái. Sanji với Zoro cũng cản chân hai tay sai của lão già lại cho thuyền trưởng đi giải quyết. Ngay bên ngoài thì bé bí gì đã có mặt rồi đây. Em nó hạ hết đám lính mà đến cứu Nami nhưng cô lại có ý tưởng khác lên, đã bất chấp việc bị giật mà chạm vào bí gì nhờ vả gì đó. Usopp với Chopper thì cũng đã nhìn thấy Nami lên cũng chạy đến. Và việc Nami nhờ bí gì làm chính là thắp lên ngọn lửa hy vọng thổi bay toàn bộ cây Dark Green, cứu lấy quê hương cũng như người chị của mình. Đúng lúc này thì Chopper chạy tới nơi lên cũng bị cuốn vào vụ nổ, may mà không chết. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Đám quái vật đã đánh hơi được mùi mà tìm tới đây ngay sau khi chỗ cây kia bị nổ. Đủ các loại côn trùng từ mọi nơi mà đổ về cung điện, gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có. Nami sau khi được cứu cũng bắt đầu thở được, nhưng để hồi phục cần có cây IQ mà Shiki đang giữ. Lão ta cũng vì việc này mà đến đích thân xử lý cô ấy cùng đồng bọn. Rất nhanh những con sư tử tuyết đã được hình thành, điều này cũng khiến đám Chopper tuyệt vọng, nhưng không. Thuyền trưởng của họ đã tới xử lý hết đống tuyết nhờ vào độ nóng của cao su khi đàn hồi. Cậu ấy cũng bảo đồng đội rời đi rồi tỏa ra một lượng nhiệt khủng khiếp. Tốc biến thẳng mặt Shiki đấm cho lão hộc máu. Có vẻ như huyền thoại sau 20 năm cũng đã yếu đi rất nhiều. Bên này nhóm Usopp đã theo mùi hương mà tìm đến cơ sở nghiên cứu của băng sư tử vàng. Tên Inigo cũng có mặt tại đây để ngăn cản bọn họ, còn không quên lấy ra chỗ thuốc giải để tăng thêm phần kịch tính. Zoro từ đó cũng xuất hiện lao tới giành lấy số thuốc cho cô bạn. Tuy vậy nhưng tên này cũng khá mạnh khi sở hữu năng lực ác quỷ giúp hắn tạo ra những quả cầu lửa xanh bắn về phía đầu tàu. Tuy vậy cậu ấy vẫn đỡ được toàn bộ mà không si nhê gì, thích chơi với lửa thì ta đây cũng chiều. Nhưng lửa mà ông đây sử dụng là lửa địa ngục nhé. Cậu ấy mọc ra ba đầu sáu tay lao tới chém bay tên tiến sĩ khiến hắn nổ tung không rõ sống chết. Ngoài ra thì thuốc giải cũng được đưa lại cho bác sĩ của chúng ta. Bên này Sanji cùng Brook cũng đã hạ được rất nhiều quái vật, tuy nhiên Robin đã bị con khỉ đột bắt sống mà nhìn cảnh này thấy quen quen thì phải. Lông mày xoắn thấy cảnh này thì cực cay cú lao lên hạ gục hết kẻ ngáng đường, trèo lên đỉnh tháp dùng tuyệt kỹ của mình sút vỡ mồm con khỉ bố láo. Kết quả là Robin cũng được cứu, nhưng mà là bởi Brook chứ không phải được cứu bởi vòng tay của Sanji. Bên này sau khi được uống thuốc giải thì hoa tiêu của chúng ta cũng tỉnh lại. Cô ấy rất cảm động khi những người bạn đã đến cứu mình. Mọi giác quan cũng quay trở lại lên, Nami cũng cảm nhận được một cơn bão đang kéo đến. Còn trận chiến của hai kẻ máu mặt vẫn đang được tiếp diễn. Lu với sự trợ giúp từ bí gì cũng có chỗ đứng mà tiếp cận được Shiki. Tuy nhiên năng lực ác quỷ của bố này quá mạnh, dễ dàng dùng số nước biển xung quanh nhấn chìm Lu. Hắn chưa kịp dứt điểm Luffy thì nhận được tin một cơn bão đang đến. Mà bão là khắc tinh của Shiki lên ông ta, lão cũng ngừng lại mà quay về. Nhưng bất ngờ chưa, tin này là tin giả do nhóm Nami ép tên kia nói ra để Shiki đi đến nơi có bão mạnh nhất. Toàn bộ đảo bay đang từ từ đi thẳng vào cơn bão theo dự tính của Nami. Bên này Shiki cũng chuyển Luffy với bí gì ra chỗ được thông báo để xử lý. Được một lúc thì hắn nhìn lên trời mà thấy bão kéo đến lên cũng sốc. Không chỉ có hắn mà những con vật nơi đây cũng cảm nhận được sự nguy hiểm lên đã dừng mọi hoạt động lại tìm nơi trú ẩn. Bên trong thì Robin đang vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ để phá hủy toàn bộ công trình nghiên cứu của băng sư tử vàng. Nhưng trọng tâm vẫn là phải đánh bại được Shiki. Luffy thì biết rõ điều này lên cũng tỉnh lại hỏi bí gì còn bay được không. Sau đó cả hai lại một lần nữa bay đến chỗ Shiki cả khịa. Lúc này thì nhóm bên trong cũng hoàn thành công việc lên cũng ra ngoài tiếp ứng. Shiki được thông báo rằng cung điện đã được đặt bom hết và kế hoạch của lão đã hoàn toàn đổ bể. Lão nghe vậy thì cực kỳ cay cú gào lên để khè Nami, nhưng cô lại không hề sợ hãi. Usopp cũng từ đó tung ra sát chiêu của mình gọi ra rồng xanh tấn công nhưng không khiến Shiki bị thương. Lu cũng nhờ bí gì đi cứu Nami còn bản thân nhảy xuống tấn công. Cậu ấy thổi phồng cơ thể lên cực đại, rồi chuyển hết lượng không khí về một cái chân cho nó hấp thụ xét từ bão. Vì là cao su lên cậu ấy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mà cái lão này lại không hề biết cậu là cao su lên cũng đắc ý cho rằng mình là kẻ nằm trên. Đến khi cảm nhận được sự nguy hiểm, Shiki cũng dùng đất đá để phản công, nhưng đòn từ trên cao giáng xuống lực hơn hẳn đòn từ dưới đẩy lên. Kết quả Shiki ôm hận nhận ra bản thân lại một lần nữa bị một kẻ xuất thân từ biển đông ngăn cản. Lão cũng gào lên tên của vua hải tặc, sau đó bị bàn chân khủng bố đè xuống không rõ sống chết. Băng mũ rơm từ đó cũng phóng đi mà bỏ lại Lù.
nhưng bí gì thì không bỏ cậu ấy lại lên đã lao xuống đón. Bạn bè cũng rất vui khi thấy được bộ dạng lúc lù 5 tuổi trông khá dễ thương đó chứ. Siki cũng đã bất tỉnh nhân sự lên hòn đảo bay từ đó cũng rụng xuống. Thật may mắn khi cư dân trên đảo đã kịp tiến hóa mà bay được xuống an toàn. Như vậy là cuộc đời của một huyền thoại từ đây chắc cũng chấm dứt. Những hải tặc xấu số cũng bị hải quân bắt sống, nhưng điều khiến hải quân sốc nhất chính là việc băng mũ rơm đã lật đổ được kế hoạch 20 năm của băng sư tử vàng. Vài ngày sau thì Nami cũng hoàn toàn bình phục, tất cả đều rất vui ngoại trừ Lù. Cậu ấy vẫn giữ những lời nói của Nami để lại lúc đó mà trách Nami đã không tin tưởng mình. Lúc đó chẳng qua là chưa có ăn no thôi nên mới bị hạ, chứ khi ăn đủ no rồi thì Siki cũng chỉ là một cái tên. Toàn bộ băng đều hiểu vì sao Luffy tức đến vậy, hóa ra cậu ấy chưa có nghe hết những lời Nami để lại. Những lời đó bao gồm việc Nami dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn muốn cùng mọi người đá đít Siki bảo vệ quê nhà. Cuối cùng thì bộ phim hôm nay cũng hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.